Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Những ngày vừa qua, khi cả nước đang đồng lòng chống dịch và nhiều lực lượng được tăng cường hỗ trợ miền Nam, thì lại có một số tiếng nói lạc lõng, xuyên tạc công tác phòng chống dịch COVID-19 của Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một phần trong số này tập trung kích động chia rẽ vùng miền, hòng làm suy yếu sức mạnh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 và sâu xa hơn là âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Và chương trình ngày hôm nay sẽ nhận diện rõ những luận điệu này, đồng thời cung cấp những thông tin chính xác về công tác phòng chống dịch hiện nay của ta. Đi nghỉ dưỡng cao cấp hay đi chống dịch? Sài Gòn có cả miền Nam hỗ trợ, không cần các người vô đây hô hào. Đây là những thông tin gây kích động được đăng tải lên mạng khi có đoàn y bác sĩ tình nguyện viên từ miền Bắc vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng chống dịch. Thừa nước đục thả câu, một số trang mạng phản động và các tổ chức thiếu thiện chí khác đã lợi dụng để hùa vào kích động. Họ vẽ ra kịch bản trong tưởng tượng rằng có một âm mưu chính trị đằng sau lý do giúp Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 với cái mà chúng gọi là đội quân Nam Tiến của miền Bắc. Các thế lực thù địch tự khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh có thể tự phòng chống dịch chứ không cần người miền Bắc vào giúp đỡ. Từ đây, họ kích động người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tẩy chay, từ chối sự giúp đỡ chống dịch của những tình nguyện viên từ các tỉnh. Không dừng lại ở đó, những kẻ bất mãn thù địch còn cố ý gợi lại lịch sử đau thương của dân tộc trong thời kỳ đế quốc, thực dân chia cắt hai miền Nam Bắc để phụ họa cho giọng điệu chống phá. Miền Nam và miền Bắc không thể là một trong cuộc chiến chống dịch. Cái việc mà nhân dân cả nước nói chung đồng lòng hướng vào miền Nam, cứu trợ miền Nam, cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cho đó là một hoạt động hết sức bình thường của Việt Nam chúng ta. Bởi vì từ trước đến nay thì bất cứ một nơi nào ở trên lãnh thổ của chúng ta, trên đất nước của chúng ta bị thiên tai, bị dịch bệnh thì đều được nhận sự trợ giúp của chính quyền và đặc biệt là của địa phương trên cả nước. Đây là một cái truyền thống hết sức tốt đẹp của chúng ta, một cái truyền thống tương thân tương ái, và bạn bè quốc tế cũng đánh giá rất cao cái truyền thống này của chúng ta. Trong đợt dịch vừa qua thì đã có một số luận điệu xuyên tạc cho rằng là không nên, bà con trong Nam là không nhận cái viện trợ của ngoài Bắc. Đây là những luận điệu hết sức sai trái, rất đáng lên án. Đó là những luận điệu mà xâm phạm đến khối đại đoàn kết dân tộc. Có thể nói những hành vi của họ đã lợi dụng cái quyền tự do dân chủ của công dân để xâm phạm trật tự quản lý nhà nước. Thì tôi cho rằng là những cái luận điệu mà họ có sự ấp ủ từ rất lâu đã trở thành bản chất của những cái lực lượng chống đối. Và nay là khi thấy một cái điều kiện như thế này, một cái tình huống như thế này thì họ đã lợi dụng để mà rêu rao, để mà kích động. Mà như tôi nói, cái nguy hiểm nhất đó là cái xâm hại đến cái truyền thống đoàn kết dân tộc của chúng ta, xâm phạm đến cái trật tự quản lý nhà nước của chúng ta. Và những cái hành vi trên theo tôi thì cần phải xử lý hết sức là nghiêm minh. Tính đến nay đã có hơn 5.050 tình nguyện viên ở các hội đoàn thể tôn giáo của cả nước chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với hơn 10.000 nhân viên y tế của thành phố, đã có hơn 4.000 y bác sĩ của nhiều tỉnh thành trên cả nước được huy động và tình nguyện tham gia chống dịch. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ số tiền 8.547 tỷ đồng từ nguồn vận động phòng chống dịch COVID-19 để hỗ trợ cho các y bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện trung ương, tăng cường các tỉnh phía Nam để điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Quân đội cũng là lực lượng nòng cốt, luôn sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho địa bàn các tỉnh phía Nam. Sau khi liên tiếp chủ trì và hỗ trợ triển khai các bệnh viện dã chiến, mới đây, Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng đã tiếp tục triển khai bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D từ miền Bắc vào đóng quân ở ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Với 10 khoa khám chữa bệnh quy mô 500 giường, có thể tăng cường lên 1.000 giường,
130 bác sĩ, nhân viên y tế và lực lượng phục vụ của Bệnh viện Quân y 105, Viện Y học Cổ truyền Quân đội và Quân khu 7. Các bệnh viện dã chiến như thế này góp phần quan trọng cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại tâm điểm thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện cái chủ trương của chính phủ là chống dịch như chống giặc. Vì miền Nam, thân yêu, cho nên là tất cả cán bộ nhân viên của bệnh viện là hăng say và tích cực, và nhiều đồng chí tự nguyện xung phong lên đường làm nhiệm vụ ở phía Nam, mặc dù là điều kiện gia đình là rất khó khăn. Vì cái trách nhiệm của cán bộ nhân viên quân y đối với công tác phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước, của quân đội. Chỉ vài ngày sau bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D xuất quân, ngày 6 tháng 8 vừa qua, tại Lữ đoàn 971, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, 100 cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 7, Quân khu 3 đã lên đường tăng cường cho bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D. Không quản ngại khó khăn vất vả, họ tình nguyện chi viện hướng về miền Nam với tinh thần vô tư trong sáng. Trong những ngày qua thì lực lượng quân đội luôn luôn hướng về phía Nam. Thế và chúng tôi đã tiến hành 3 đợt tăng cường lực lượng cho các đơn vị trong địa bàn quân khu 7, quân khu 9 và các địa bàn phía Nam để làm nhiệm vụ vừa chống dịch cho quân đội, vừa giúp nhân dân phòng chống dịch. Thời gian tới thì chúng tôi thường xuyên phối hợp Bộ Y tế nắm chắc cái diễn biến tình hình dịch trên địa bàn phía Nam và địa bàn cả nước, và chúng tôi chủ động xây dựng cái kịch bản đối phó với các cái tình huống dịch cao hơn để sẵn sàng huy động lực lượng của quân đội. Câu chuyện chưa dừng lại ở việc hỗ trợ nhân lực, vật tư, thiết bị chống dịch, mà nó còn lan sang cả vấn đề vaccine. Khi Việt Nam tiến hành phân bổ vaccine cho các tỉnh thành, thì ngay lập tức một số đối tượng đã rêu rao rằng vaccine không được phân bổ kịp thời đến thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát. Rằng chính phủ lơ là không quan tâm đến thành phố Hồ Chí Minh, rồi rêu rao rằng Sài Gòn chỉ được 25% số lượng vaccine, còn đâu phân bổ cho Hà Nội. Và Sài Gòn đã phải chịu những áp đặt rất bất công trong mọi vấn đề. Tuy nhiên, trên thực tế, thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ nhiều nhất trong số vaccine đã về Việt Nam, và chính phủ dành tất cả những gì tốt nhất để thành phố chiến thắng dịch bệnh. Và mới đây nhất, trong cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kêu gọi các tỉnh, thành khác nhường vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh với tinh thần cả nước hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các chiến lãnh đạo các tỉnh. Chúng ta phải hình dung là chúng ta không thể đủ vaccine tiêm hết cho cả nước một lúc được. Giống như xây dựng cơ bản, không tập trung vào những công trình trọng điểm không nào. Mà công trình trọng điểm thì không chết người, nhưng thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nếu không ấy là chết rất nhiều người. Tất cả chúng ta hãy nhường một phần vaccine để cho thành phố Hồ Chí Minh tiêm trước. Đây là tinh thần cả nước hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Miền Nam gọi, cả nước trả lời. Dù mọi miền đều đang căng sức chống dịch, một tinh thần rất Việt Nam mà không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có được. Và ai hô hào ngừng giúp đỡ hoặc tuyên bố không cần sự giúp đỡ thì chúng ta chưa rõ mặt rõ tên, vì họ ẩn danh và núp bóng trên mạng xã hội, chưa một lần công khai danh tính. Tuy nhiên, khi chúng tôi thực hiện chương trình này, tiếp xúc với người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh thành phía Nam, thì hầu hết người dân đều cảm kích trước sự giúp đỡ và tấm lòng mà cả nước dành cho họ. Còn người dân ở các tỉnh thành khác cũng tiếp tục sẵn sàng hỗ trợ miền Nam bằng những việc làm dù nhỏ bé nhất, hay như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói, là người dân cũng sẵn sàng nhường vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh. Và hãy cùng lắng nghe người dân mọi miền bày tỏ điều này. Đấy thì vaccine thì có hạn, thì tôi tin tưởng là nhà nước cũng sẽ có những quyết sách đúng đắn, phân bổ hợp lý. Chúng tôi hiện nay là coi như ở nhà thì cũng là thực hiện đúng 5K, coi như cả nhà thì cũng đang chờ sự phân bổ vaccine của nhà nước. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay thì đang cần, rất là cần, cho nên là chúng tôi thì cũng là những người là sẵn sàng chờ đợi thôi. Đón nhận những cái phần quà lúc này đối với chúng tôi thật sự rất là xúc động, và chúng tôi cảm thấy rằng mình được luôn sự đồng hành, tiếp sức của các tỉnh bạn cũng như các cái lực lượng. Hiện nay mạng xã hội phát triển, đặc biệt là Facebook, nó như mặt tốt và mặt xấu. Tuy nhiên, nhiều kẻ lợi dụng điều này để chia sẻ thông tin sai lệch nhằm kích động toàn dân và chia rẽ dân tộc, chia rẽ vùng miền. Nên mọi người
khi mà mạng xã hội đọc tin tức thì cần phải tỉnh táo tin thật và tin giả. Và hãy kêu gọi nhau cùng đoàn kết, hợp tác chính quyền để đẩy lùi đại dịch. Cái việc lợi dụng những cái khó khăn này để mà xuyên tạc chống phá các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng thì là những cái hành vi rất là đáng bị lên án. Nó đi ngược lại với cái truyền thống đạo lý của dân tộc ta, đó là đoàn kết, tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân. Và trong thời gian vừa qua thì các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã tăng cường các cái biện pháp thông tin tuyên truyền nói chung và phản bác lại các cái thông tin sai trái thù địch nói riêng. Và trong đó thì cũng đã có những cái biện pháp xử lý nghiêm đối với lại các cái hành vi vi phạm. Đây cũng là một cái dịp để chúng tôi khơi dậy và phát huy cái tinh thần tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong những cái lúc khó khăn vất vả. Và chúng tôi nghĩ rằng mặc dù nó không lớn, vật chất không lớn, nhưng cũng là một cái điều kiện để giúp cho đồng bào miền Nam đỡ bớt khó khăn vất vả trong cái thời điểm này, cũng như là để người dân yên tâm cách ly ở tại địa phương. Rõ ràng cả nước đang hướng về miền Nam với tất cả tình yêu thương và sự cảm thông. Những tình cảm này xuất phát từ sự vô tư và tinh thần tự nguyện. Bởi miền Nam mãi là thịt của thịt Việt Nam và máu của máu Việt Nam. Chỉ có những kẻ chưa bao giờ thực sự được yêu thương và trao yêu thương thì mới cho rằng sự giúp đỡ ấy là phục vụ mục đích chính trị nào đó. Hoặc chính họ luôn ủ mưu tính kế với những mưu toan chống phá mới nghĩ rằng ai cũng xấu xa cơ hội như mình. Còn người dân Việt Nam chúng tôi cùng chung dưới bóng cờ, lúc bình thường đã luôn chia sẻ, thì khi dịch bệnh khó khăn trăm bề, tinh thần đoàn kết tương trợ lại càng được nêu cao hơn bao giờ hết. Cũng để lan tỏa tinh thần đoàn kết tới mọi miền Tổ quốc và cả kiều bào ta ở nước ngoài, ngày 29 tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Lời kêu gọi có đoạn viết: với tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết. Trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi tha thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài. Chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm, càng quyết tâm cao hơn nữa. Toàn dân tộc, muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, chính phủ, các cấp, các ngành, tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Tổng Bí thư cũng bày tỏ tin tưởng: tôi tin tưởng sâu sắc rằng cả nước góp sức, toàn Đảng, toàn dân đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 và phải chiến thắng cho bằng được, góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn, lành mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của đất nước ta, dân tộc ta. Chỉ có đoàn kết, chúng ta mới có thể chiến thắng được đại dịch và đánh bại được mọi âm mưu của kẻ thù. Và để khép lại chương trình này, xin kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một số hình ảnh mà chúng tôi đã tổng hợp để thấy rằng tinh thần đoàn kết một lòng chống dịch vẫn lan tỏa ở khắp mọi nơi cùng niềm tin vững chắc chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ta sẽ nguyện cùng chung tay vì ngày mai tươi sáng, dù biết trước mắt ta còn nhiều gian nan, hạnh phúc là được cho đi.